Xin chào các bác nha, chào toàn thể anh em và em chào các cần thủ. Hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay em mới đi câu. Bây giờ em tung tạm 4 cần trước đã các bác nhá, nhưng mà em tung cần bờ đó. Hôm nay câu cũng ở gần nhà ấy, nhưng mà ngoài sông thì hôm nọ em đi một chuyến thôi. Khả năng ngày mai ngày kia em sẽ đăng cái chuyến hành trình đấy thôi, em chỉ đi trên đường thôi chứ hôm nay đi xuống nước cao thế là không câu được đấy. Hôm nay ở huyện em thì nó đang đại hội đảng bầu cử những thành viên mới rồi, những tay hết nhiệm kỳ nên là nó bị nhiễm âm thanh từ những đấy, các bác thông cảm nhé.
Coi tiện thể mình nghe thời sự một tí. Đấy, hôm nay em sẽ câu chỗ này. Từ nhà em ra đây có mấy trăm mét thôi. Đấy. Cái bãi bực kè này rất là đẹp nha các bác nhé. Tình hình là mấy anh em cần thủ ở các vùng khác thì lên hàng thường xuyên rồi. Em sốt hết ruột. Phía bên bờ bên kia cũng có hai cần thủ câu từ đêm hôm qua nhưng mà chắc là không được cá. Đấy. Câu từ đêm hôm qua đến bây giờ chưa thấy động tĩnh gì các bác ạ. Cần thủ bên đấy. Mà câu ở đây nếu có được thì cũng được toàn cá chép đỏ thôi các cụ nhá. Thi thoảng mới được chép trắng bởi vì chép đỏ nó lên trên này rất là nhiều. Thực sự mà đi quay video mà nó bị nhiễm những cái tiếng này rất là khó chịu. Chẳng nhẽ mình về em tách cái âm thanh đấy ra xong rồi lại tự ghi âm cái bối cảnh xong rồi ghi vào lại chèn vào thì nó không thực tế. Đây, em có mang một cái ghế tấm bạt kia, túi đồ câu kia, túi đồ câu em mới mua ấy, đựng được rất là nhiều đồ các bác nhé. Em mua túi 4 ngăn dài 90. Âu nó không vào máng rồi. Giờ chỉ là cái hình thức thôi. Các bác nhỉ. Trẻ con nó cười. Nồi lui lên trên này cho nó. Nắng các bác ạ. Thank you.
Công vốn cần chưa đã rồi. Em dịch lên trên à. Nắng lên rồi đấy các bác ạ.